Hello anh em, đây là hình ảnh của bé Cham của mình sau 1 tháng rưỡi về nhà. Tầm 1 tháng rưỡi, anh em có thể xem cái clip đầu tiên khi bé về nhà của mình. Và đây là clip update sau 1 tháng rưỡi. Anh em thấy không? Màu lên rất là đẹp. Con này thì mình cũng không có tương tác nhiều lắm. Gọi là từ hồi về đến giờ là mình bế ra chơi 4-5 lần. Đấy, cho nên là nó kiểu nó cũng hơi nhát anh em ạ. Nó hơi nhát, nó không quen chủ lắm. Thì sau khi lúc đầu mình bắt ra thì nó xám xịt, cái màu xám xịt cơ. Nhưng mà khi mà mình bế trên tay một lúc ấy, thì cái màu của nó lại sáng hơn rất là nhiều. Và anh em nếu mà bây giờ mình đang xoay dở như này thôi nhá. Đấy, nhưng mà bây giờ mình thử, mình để nguyên như này và mình nói chuyện một lúc xem mà màu nó có sáng lên không anh em nhá. Hiện tại thì cái màu này cũng là tương đối là sáng rồi. Đấy, em thấy không? Chả mà nói nó kè mình ngay ấy. Đấy. Thì tương đối là to rồi đúng không anh em? Bọn này á, thì cái size này nó là cái size nhỡ rồi. Còn nếu mà max size của nó sẽ được rơi vào tầm, mình nghĩ con này max size của nó rơi tầm khoảng 30 cm đấy. Tính cả đến chóp đuôi và được tầm đấy đấy. Nó còn to hơn nữa nhiều anh em ạ. Cho nên là mình cứ từ từ cập nhật tình hình. Sức khỏe thì ok, mới lột xong, cái đầu vẫn còn chưa lột hết. Anh em thấy không? Đó. Bây giờ mình cứ dăn dở nó, đâm ra là nó cũng kiểu không thoải mái. Nếu mà mình muốn để nguyên để chờ màu nó sáng lên thì mình phải để cái tay nguyên như này một lúc. Con nó dậy à? Màu nó một lúc thì nó sẽ lên cái màu sáng hơn. Đấy, nó sẽ sáng màu hơn. Đây, đấy góc này thì mình, anh em sẽ nhìn cái màu thực tế của nó này. Cái góc kia mình quay nó cũng hơi bị trách sáng một tí. Không phải ngược sáng nhưng mà nó hơi trách sáng một tí. Em thấy không? Đó. Với sức khỏe thì khá là ổn định. Con này của mình được một cái là nó cũng chịu khó ăn trên tay mình luôn anh em. Tức là khi mà mình bắt nó ra ấy, thì mình cầm mồi trên tay là nó cũng bắn lưỡi nó ăn bình thường. Đấy, màu rất là đẹp, rất là tươi. Đấy. Nên là mình mới thấy, cảm nhận thấy là dòng này nuôi rất là dễ. Nhàn lắm. Cũng rất là dễ nuôi anh em ạ, không có gì khó khăn cả. Mình nuôi trong chuồng mình bật một cái bóng gọi là solar. Mình bật ít lắm, gần như là mình bật rất là ít. Vì cái thời tiết mùa hè của ngoài Bắc mình nó cũng đã nóng rồi. Và thỉnh thoảng hôm nào mình rỗi rỗi buổi chiều ở nhà, mình cầm pet ra ngoài mình cho nó phơi nắng ở ngoài, hấp thụ tia nắng trong tia chất trong nắng tự nhiên này là cũng đã rất là tốt rồi. Rất là khỏe mạnh, không vấn đề gì cả. Cho ăn dế đây anh em ạ, mình cho ăn dế, toàn là cho ăn dế này. Để mà đảm bảo dế nó sạch một tí thì anh em cho mua dế về thì anh em không nên cho ăn ngay. Anh em cho một ít rau sạch ở nhà vào, rau củ quả ở nhà vào để cho dế nó ăn, để nó lọc ruột ấy, cho nó sạch sẽ hơn một tí thì anh em cho hẳn cho ăn. Còn đâu mình thấy là nuôi khá là dễ, không có gì khó khăn. Đấy, bắt đầu tìm cái thế đẹp đẹp một tí, cho nó bậu trên tay nó đẹp đẹp một tí. Đấy, lúc mà trong chuồng mà mình thò tay vào mình bắt ấy, màu nó xám xịt luôn, kiểu không thích đấy đấy. Mình không có thời gian mình chơi nên là nó không quen với cái việc là mình bế nó trên tay. Bạn Diệp về, trời sắp mưa. Đấy, cảm nhận tình hình bạn Diệp bế không? Dạ. Đấy, bạn Diệp để bánh xuống đi. Bạn Diệp bạn cầm rất là bảo tay. Để cho bạn ấy bò trên tay con đi. Cẩn thận, để cái ngón tay trước mặt thì cẩn thận bạn táp cho một cái vào tay cho nó kinh đi. Đâu? Con dơ bạn lên đi để cho bạn ấy bò. Đấy, cho bò vào một tay con đi. Bạn này bây giờ bạn to rồi, bạn bấu sẽ hơi đau một tí con ạ. Bạn ấy bám sẽ hơi đau một tí, chứ nó không nhẹ, bám nhẹ như con không cần phải giơ tay đâu, bạn ấy sẽ không bò ra đâu. Con chỉ giơ lên một tay là được. Để cho bạn ấy đậu trên một tay con là được. Kệ bạn ấy. Đấy, đừng đỡ kệ bạn ấy. Giơ lên đi, con giơ lên. Đấy, bạn sẽ tự tìm quay lại. Bạn giật bạn đen nhém. Đấy. Đáng yêu, to hơn hẳn anh em nhỉ. Đấy, mình chỉ cập nhật tình hình thế thôi. Còn anh em có câu hỏi gì thì hãy comment bên dưới nhá, mình sẽ trả lời. Dạo này mình thấy kiểu mình ít đăng bài, anh em cũng ít tương tác ấy. Chả có câu hỏi nào để trả lời anh em. Cẩn thận đất cái nước miệng cái con kìa. Ok anh em, hẹn anh em clip sau nhá. Cái miệng